mình mua với giá là 69.000 đồng. Nó bé hơn mình tưởng tượng, nhỏ xíu xiu à. Hình dáng thì cũng cute, có sẵn một chiếc kẹo bút bên trong. Máy này thì nó không chạy bằng pin nhá, nó là động cơ tay kéo, bóp cò là con quay sẽ xoay để chiếc kẹo bút được đẩy ra khỏi nòng. Mới đầu á là mình nghĩ là nó sẽ bắn được kẹo bút đi xa cơ, nên là trong lúc này mình không biết phải khóc hay cười vì việc nó làm được duy nhất chính là đóng mở chiếc kẹo bút vào ra. À thì thôi, tính ra là vẫn còn cây kẹo để ăn cơ mà. Xem nào. Mà cái kẹo này nó cũng chả thơm, vị thì cứ lợ lợ kiểu gì ấy. Bỏ đây, bỏ đây. Bỏ ra 69.000 đồng để ăn một cây kẹo bút theo cách cồng kềnh hơn thì đúng là phí tiền. Không biết khi mua về để dỗ các cháu thiếu nhi, các cháu có chê không? Nhưng mà mình là mình chê cái này rồi đấy. Bàn tay dính tường ma quái à? Trời, sản phẩm này mình mua với giá là 3.000 đồng một cái, tiền ship gấp 5-6 lần luôn rồi, nên tiện mua hai cái màu khác nhau luôn. Mặc dù sở hữu một cái tên khá kinh dị nhưng nhìn nó lại tấu hài, nhìn như kiểu thạch rau câu mà sờ vào thì mát mát, nhớt nhớt, nhầy nhầy kiểu slime ấy mọi người. Tưởng nó phải to lắm, ai dè người ta gửi cho phiên bản con cháu chút chít như thế này đây. Thôi thì tiền nào của nấy, mang đi nghịch một tí xem nào. Đầu tiên là mình thử nó với bề mặt kính, bám rất là kém, chỉ được vài giây thôi là đã bung ra rồi. Thử nó với bề mặt tường chắc sơn thì đúng là đây mới là sân chơi của nó đây này, bám chắc chắn khó rứt ra. Và sau một hồi chơi một mình như con điên thì ôi muốn trầm cảm luôn vậy trời. Mình thì đã qua cái tuổi có thể cảm thấy thú vị với mấy loại đồ chơi như thế này rồi, còn nhà nào mà mua về cho các em nhỏ chơi thì phải cẩn thận đấy nhá, bởi vì là rất là dễ nuốt vào rồi mắc nghẹn đấy. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Cây xương rồng nhảy múa có giống như quảng cáo hay không? Mình đã có sản phẩm đây rồi, mình mua sản phẩm này với giá là 168.000 đồng nhá. Nhìn nó khá là cute, trong đây được tặng thêm một cái dây cắm sạc à. Cái hình dáng của nó khá là buồn cười. Thì bây giờ muốn sử dụng thì mình có cái nút on off ở dưới đáy này, mình bật lên. Xin chào tất cả mọi người. Để rồi xem tao chửi từ giờ đến chiều mày có chửi được bằng tao không? Mày có rồi mày chửi đi, mày nhại tiếp đi, mày chửi đi. Cái này là nó chỉ thu được tầm độ 5 giây thôi mọi người ạ. Hơn 5 giây là nó sẽ tự động. Tao nhường cho mày dẫn kênh này, tao đi nhá. Cái cây xương rồng này nhìn nó rất là cute, nó rất là buồn cười. Đến mình còn thích chứ đừng nói các em nhỏ. Má bắn gà cao su dính tường á. Chơi. Tên tên, hàng có đây rồi. Đặt thì 1 phút 30 giây về nơi mà. À, cái này là mình mua tổng là 5 con với giá là 26.000 đồng nhá. Đây, mọi người nhìn con gà nó ngớ ngẩn không? Cái loại này chắc là được làm từ silicone này mọi người. Nó rất là dính, dai nữa đây này. Mùi hơi khó ngửi nhá. Để mà bắn thì chắc ai cũng biết được. Đấy, một ngón ở đây này, một ngón kéo ra này. Ngâm. Ngày xưa cái năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 mà tôi biết có cái loại trò chơi như thế này thì khối đứa bị dính đạn ấy. Nhưng ngày xưa cũng có nhiều trò nghịch ngu hơn. Rồi, eo ơi, cả một đống bầy nhầy. Và bây giờ, mọi người hãy theo chân tôm đi thử bắn nó nhá. Theo nào. Rồi, anh em đã sẵn sàng chứ nhỉ? Bây giờ thì chúng ta hãy cùng thử bắn gà bay nhá. Nào, biệt độ gà bay. dính được đúng 1 giây, dính được đúng 1 giây là nó lại trượt luôn rồi. Để thử lại, biết đâu là do mình bắn không đủ mạnh. Nhìn này. Bắn mạnh quá thì nó lại ra góc kia, nó không vào đây được, bực mình thật. Nó không dễ bắn như mình tưởng tượng nha. Sai thì làm lại, không vấn đề gì cả. Dính. Không dính. Ui, bực mình quá. Con cuối cùng này. Dính hay không dính? Với kết quả như vừa rồi thì mọi người biết được là tôm sẽ khuyên nên mua hay không rồi đấy. Có một chú ý nữa là nhà nào có em bé ấy, thì không nên mua về đâu nhá. Tại vì cái này sẽ rất là dễ nuốt vào trong họng người này, nó sẽ bị nghẹn và nguy hiểm. Ok nhá.
Máy tách hạt hướng dương có thực sự giống như quảng cáo hay là không? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Máy này mình mua với giá là 459.000 đồng. Ôi cha, được tặng kèm 3 cái bút nữa này. Dây này thì chắc chắn là dây cáp sạc máy rồi. Khui 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 nhá. Ui ui, màu hồng nam tính luôn. Có 4 cái lỗ với 4 kích cỡ khác nhau để đút hạt hướng dương to nhỏ cho phù hợp. Tôm đã chuẩn bị một túi hướng dương to đùng rồi đây. Bấm nút nguồn, cho hạt hướng dương vào. Căn cho to nhỏ đúng với lỗ nữa. Nó không được như mong đợi nhở. Cái thì không tách được hạt, cái tách được thì nắp bét. Thôi, chúng ta cùng thử lại lần hai nhá. Ôi trời, cho nhỏ hơn một xíu thì nó chui tuột ra, mà cho to hơn một tẹo thì nó lại bị kẹp lại. Cái nghiền được thì nát bét, lùn ma lùn mủn. Máy này không giống như quảng cáo rồi. Bỏ ra những gần 500.000 để mua về một chiếc máy mà nó hơi phế thì. Vậy như ý có đúng như quảng cáo hay không? Sản phẩm này mình mua với giá là 90.000 đồng, dài chỉ bằng một ngón tay thôi. Ở trên đầu của nó có một cái móc khóa cố định, chỉ cần rút ra là gậy nó sẽ dài ra nhá. Chú ý là cầm theo chiều ngang, chứ mà cầm chiều dọc thì có ngày đen mắt đấy. Khi nó bật ra thì chiều dài của nó được khoảng một sải tay, nhưng nó sẽ không được tròn trịa đâu mà là sẽ nhỏ dần nhá. Bản chất của cái gậy này nó là kim loại dệt mỏng rồi cuộn lại thôi. Và bây giờ mình sẽ thử độ cứng của nó nhá. Thử với lon nước thôi. Và kết quả là lon nước thì Nguyễn Hy Vân, còn gậy thì dập rồi. Và để cho nó ngắn lại như cũ thì mình sẽ dùng một cái ngón tay đút vào cái lỗ này và xoắn nó lại, vừa xoắn vừa đút vào đến khi nào nó hở ra cái khóa ngang lúc đầu là được nhá. Thật tiếc là sản phẩm nó không được như mình mong đợi. Ai đã dùng cái sản phẩm này rồi thì hãy comment ở dưới cho Tôm biết thêm ý kiến nhá. Tôm à, anh có đồ cho mày review à? Đồ gì đấy? Mở ra thì biết. Ok, theo như trên cái bao bì ghi thì đây là một con vịt thông minh à? Để xem nó thông minh cỡ nào nhá. Thật sự thì cái con này nó giống như là cái con vịt mà được quay rồi ấy. Này, cổ thẳng tức. Chả có cái con vịt nào nó còn sống mà nó nhìn nó buồn cười này cả. Thì theo như Tôm tìm hiểu thì đây là một con vịt, nó có tên là Poka. Trong đây là nó biết hát này, biết đi này và biết nhại tiếng luôn. Ở phía đằng sau lưng của nó thì nó có dán như thế này đây. Mình bỏ ra thì đây là chỗ để mình lắp pin vào để nó hoạt động. Cái này thì nó chạy bằng 3 con pin tiểu. Và người ta không tặng pin, mình phải tự chuẩn bị pin. Ok. Rất thông minh. Mọi người nhìn nhá, đây là cái nút on off của nó này. Người ta đã đính một cái tờ giấy làm cái điểm chỉ nút ở đây. Mình ấn một nút là chuyển chế độ. Mỗi lần ấn là chuyển chế độ. Từ chế độ nhại giọng này sang cái chế độ hát này và chế độ đi này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thử từng chế độ của nó nhé. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là... Tao đã nói xong đâu. Ô, con này mày lì nhỉ? Mày có câm ngay cái mồm đi không? Rất là hay. Khi mình nắm vào cái cổ nó thì nó sẽ kêu. Chuyển chế độ nhạc này. Lì thật đấy. Rất là buồn cười mọi người ạ. Cứ mỗi lần nhắc lên là nó lại kêu khóc khóc như sắp bị thịt thế này đây. Thôi được rồi, cầm mồm nghe. Tao sẽ cho mày ra cái chỗ mà nó thoáng mát hơn để hoạt động. Nga. Im. Và bây giờ sẽ là phần biểu diễn của vịt Poka. Đi thẳng cơ mà. Đi đâu đấy? Ôi, con này đi thẳng cơ mà. Cái con danh con này là nó đi vòng theo hiệu hướng kim đồng hồ. Wow! Trời! Sản phẩm này mình mua với giá là 70.000 đồng. Và khi mở ra thì nó không cun ngầu như mình nghĩ. Nhỏ xíu dễ thương à. Ái cha, được tặng luôn cả 3 pin đi kèm cơ à. Uy tín đấy. Mình mở lắp ở trên lưng nó ra, lắp pin vào. Ấn cái nút ở tay cầm này thì cái cánh quạt ở bên trong nòng nó sẽ quay nhá. Sau một hồi loay hoay tìm cách nắp nước xà phòng vào thì mình cười sáng. Vì hóa ra là nó đổ ra cái khay đựng và sau đó nhúng nòng xuống và ấn nút là được. Woohoo! Đẹp quá!
Bây giờ thì mọi người hãy theo chân tôm đi làm mấy kiểu ảnh nhá. Sau một hồi khổ sở vì gió thì cuối cùng mình cũng đã có thành quả rồi đây. Và một bô, hai bô, ba bô. Ấy, mọi người thấy sao nhỉ? Sản phẩm này nó ok nhá. Nhất là đối với những ai thích chụp ảnh mà lại kiểu mộng mơ nữa thì đừng có bỏ qua nó, rước về ngay nhá. Anh Tôm ơi, anh hãy review súng đồ chơi bắn tên dính tường đi á. Không, anh lớn rồi, không chơi trò đấy nhá. Được. Thực ra thì mình cũng rất là mê cái trò này. Và tuổi thơ thì cũng dữ dội lắm, nhiều kỷ niệm với cái trò bắn tên dính tường này lắm. Đây rồi, tên tên. Tính theo cái giá bây giờ ấy thì nói chung là nó rất là rẻ thôi. Nhưng ngày xưa để có vài chục nghìn mua cái bộ này á, đứa nào nhà giàu nhất xóm ấy có nhá. Rồi, cái thiết kế thì đấy, thiết kế hai cái quả này thì nó rất là đẹp. Đây là kiểu cái súng lục phăng 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 chu chu. Và cái đạn của nó là cái tên. Tên có gắn cái mút ở đầu đây. Mình thử chọc xuống bàn nhá. Rất là dính luôn ấy. Dính thật sự. Ui, kiểu ngày xưa bọn mình hay chơi ấy, là bắn trúng thằng nào thằng ấy phải giả vờ kiểu giả vờ ngất. Thì cách sử dụng của nó thì đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ đút cái tên này chào vào trong cái nòng nhá. Đấy, nghe thấy gì không? Trong đây nó sẽ có một cái lò xo ấy, mình phải ấn mạnh vào. Đấy, mọi người nghe tiếng dẹp cái đúng không? Và bắn đi, đỉnh cao luôn. Bây giờ Tôm sẽ thử bắn vào tường cho mọi người xem nhá. Cùng tìm người thi đấu nào. Rồi, và bây giờ chị cười cái gì? Ngày hôm nay em sẽ phục thù chị, ok? Đứa nào thua, đấm lưng cho đứa kia nhá. Để xem. Đừng có cười vội, 30 chưa phải là Tết đâu. Tuổi gì em trai? Lên trên. Em trai. Phải. Mạnh tay lên. Mọi người muốn Tôm review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha.